Có bao giờ các bạn đi siêu thị, cầm một chai nước suối lên, liếc xuống đáy và thấy dòng chữ hạn sử dụng 18 tháng hoặc là bao nhiêu tháng đó kể từ ngày sản xuất chưa? Nhiều người lúc đó mới bật ra một câu hỏi ngây ngô nhưng lại cực kỳ đáng để suy nghĩ. Tại sao nước chỉ là nước thôi, làm gì có chuyện hỏng được mà lại phải in hạn sử dụng ở đây là gì? Nước có thiêu như là canh, có mốc như là cơm đâu mà lại cần in hạn sử dụng? Hay thực ra cái hạn ấy là của cái chai nhựa chứ không phải là của nước? Rất nhiều điều thú vị từ những thứ đơn giản như vậy trong cuộc sống của chúng ta. Trước hết hãy nói về bản thân nước. Về mặt lý thuyết, nước tinh khiết, tức là chỉ gồm H2O, thì không bao giờ hỏng. Nước không có hạn sử dụng theo nghĩa thông thường, nó không biến thành chất khác theo thời gian. Nhưng vấn đề ở chỗ, nước chúng ta uống hàng ngày, kể cả là nước đóng chai, không bao giờ hoàn toàn tinh khiết tuyệt đối. Nước suối thiên nhiên thì có khoáng chất, nào là canxi, magie, natri. Nước tinh khiết sản xuất trong nhà máy thì vẫn còn có thể sót khí hòa tan và đôi khi vẫn còn những vi sinh vật siêu nhỏ. Những thứ này theo thời gian sẽ thay đổi. Ví dụ CO2 hòa tan có thể làm pH bị giảm, nước hơi chua đi. Một số khoáng chất có thể kết tủa, tạo cặn trắng mờ ở đáy chai. Vi sinh vật thì có thể nhân lên chậm chạp dù ban đầu cực ít. Nói cách khác, bản thân nước trong chai không hỏng nhưng nó có thể biến đổi. Tuy nhiên vấn đề ở đây một lần nữa lại không nằm ở nước mà lại nằm ở chính cái chai. Đó là chai nhựa, cụ thể ở đây là nhựa PET. Nhựa PET được phát minh từ thế kỷ 20. Đây là một loại nhựa rất phổ biến bởi vì nó có nhiều ưu điểm: nhẹ, bền, rẻ và dễ tạo hình. Nó được xem là an toàn cho thực phẩm và đồ uống. Nhưng nhựa này không phải kim loại hay thủy tinh để có thể bền bỉ theo thời gian. Cấu trúc của nó về lâu dài có thể bị suy thoái dưới tác động của ánh sáng, của nhiệt độ hoặc cả áp suất trong quá trình vận chuyển. Chính vì vậy, các hãng sản xuất nước đóng chai không thể ghi hạn sử dụng vĩnh viễn mà buộc phải quy định một mốc thời gian an toàn, thường là 1 đến 2 năm kể từ ngày sản xuất. Một trong những vấn đề lớn nhất là sự rò rỉ của các hợp chất. Nhựa có thể giải phóng một lượng nhỏ những chất hữu cơ dễ bay hơi. Trong nồng độ thấp, nó không gây nguy hiểm đến sức khỏe, nhưng lại có thể khiến có mùi hăng hắc, lạ miệng đặc trưng. Nghiên cứu cho thấy, khi chai nước để quá lâu, đặc biệt ở những nơi có nhiệt độ cao, ví dụ như là để ở xe ngoài trời mùa hè hoặc là cất ở trong những kho nóng ẩm, cái lượng này nó thôi nhiễm tăng lên rõ rệt và chỉ sau 1-2 năm, nồng độ này đủ để người uống dễ dàng nhận ra sự thay đổi mùi vị của nước. Ngoài ra còn có một số hóa chất khác ở mức vi lượng cũng có thể rò rỉ ra, dù vẫn nằm dưới ngưỡng an toàn nhưng chắc chắn làm chất lượng nước bị giảm sút. Không chỉ là vấn đề hóa học, bản thân chiếc chai nhựa này cũng sẽ biến đổi theo thời gian khi mà để lâu. Nhựa để lâu trở nên giòn, dễ nứt, chai bị méo mó, biến dạng khi chịu nhiệt hoặc là bị nén. Nắp chai và vòng ron cao su có thể mất độ kín, dẫn đến khả năng nước tiếp xúc với không khí, vi khuẩn hoặc bay hơi nhẹ. Điều này không khiến nước bị hỏng ngay lập tức, nhưng nó làm giảm chất lượng và độ an toàn vốn được đảm bảo ban đầu của nước. Vậy nên, hạn sử dụng mà bạn nhìn thấy ở trên vỏ của một chai nước thì thực chất chính là hạn của cái chai chứ không phải là hạn của nước. Nếu bạn cùng lấy một nguồn nước sạch đựng vào chai thủy tinh hoặc bình inox kín khí, nó có thể để hàng chục năm mà vẫn không đổi mùi vị. Tất nhiên vẫn có nguy cơ nhiễm khuẩn từ môi trường nếu không tiệt trùng. Nhưng với chai nhựa, mọi giới hạn đều do chiếc chai quyết định. Nói cách khác, hạn được in trên nhãn chủ yếu là hạn của cái chai. Còn bản thân nước vốn là H2O tinh khiết, về lý thuyết có thể tồn tại hàng triệu năm mà không hỏng. Một vấn đề khác nghe có vẻ không liên quan nhưng lại cực kỳ quan trọng, đó là tâm lý của người tiêu dùng. Hãy thử hình dung như thế này: chúng ta đi siêu thị, cầm chai nước lên, thấy ghi là ngày sản xuất 2025 và dòng chữ không có hạn sử dụng. Vài năm nữa uống lại, liệu bạn có dám uống hay không? Nghe thôi đã thấy hơi ghê. Con người vốn cần một cái mốc để mà tin tưởng, và hạn sử dụng chính là cách để các nhà sản xuất cam kết trong quãng thời gian này, nước y như lúc nó mới rời dây chuyền. Sau đó, họ sẽ không chịu trách nhiệm nữa. Vậy nên hạn sử dụng không chỉ là vấn đề an toàn mà còn là vấn đề của niềm tin và tâm lý. Và thật ra, mỗi quốc gia, mỗi khu vực có quy định khác nhau. Ở Mỹ, họ từng khẳng định nước đóng chai không nhất thiết phải có hạn dùng, miễn là bảo quản đúng. Nhưng nhiều bang vẫn bắt buộc ghi bởi vì luật từng bang là khác nhau, thường là 2 năm. Ở châu Âu phổ biến là 1 năm rưỡi đến 2 năm. Ở Việt Nam, đa số những hãng có in thì in hạn trong quãng 18 cho đến 24 tháng. Điều này cho thấy không có con số chuẩn toàn cầu, mà nó phụ thuộc vào luật pháp và thị hiếu thị trường.
Và trên thực tế đã có những sự cố liên quan đến chuyện nước để lâu, không phải là vẽ ra để mà làm video này đâu. Ở Mỹ, PepsiCo từng bị kiện vì nước Aquafina có mùi nhựa khi để quá hạn. Nestle thì nghiên cứu thấy, sau 2 năm, nước bắt đầu có những dấu hiệu thay đổi mùi vị. Ở Nhật, nơi người dân tích trữ nước đóng chai để đề phòng động đất, chính phủ còn phải kêu gọi hãy xoay vòng dự trữ, thay nước cũ bằng nước mới để tránh nguy cơ. Nói đến đây, có lẽ nhiều người chợt nhớ ra, bản thân mình chắc chắn đã từng uống chai nước quá hạn mà không để ý. Đi đá bóng, lụp cốp xe, thấy chai nước mua từ lúc nào, mở ra uống ưng ực. Thường thì không sao, nhưng nếu chai đó bị phơi nắng, bị méo mó hay mở nắp rồi đóng lại thì rủi ro cao hơn. Một điều thú vị khác là, so với nước để trong chai thủy tinh, nước trong chai nhựa có hạn ngắn hơn, thủy tinh bền và không thô nhiễm. Nhưng tại sao các hãng không dùng chai thủy tinh? Bởi vì chi phí vận chuyển cao, vận chuyển nặng, dễ vỡ, trong khi chai nhựa rẻ, tiện nên dù có ngắn hạn hơn, người ta vẫn chọn. Đây là sự đánh đổi về mặt kinh tế. Sau đây hãy cùng đến với một số sự thật thú vị và một số kỷ lục liên quan đến nước. Chai nước đắt giá nhất thế giới đó là Acqua di Cristallo Cibuto Almondiglinani. Tên dài khó đọc quá, chai này được bán với giá 60.000 đô cho 750ml. Chai này được làm bằng vàng 24K, bên trong là nước từ Pháp, Fiji và băng tan tại Iceland. Về kỷ lục chai nước khổng lồ nhất, thương hiệu Evian đã từng làm chai siêu to dung tích 1,5 mét khối, nặng cả 100 cân khi đầy nước, chủ yếu để quảng cáo. Kỷ lục về tiêu thụ nhiều nhất, người Mỹ mỗi năm uống trung bình hơn 160 lít nước đóng chai, vượt qua cả sữa và bia, biến nó trở thành ngành công nghiệp hàng chục tỷ đô. Nước đóng chai thậm chí cũng có cả nước thiêng. Ở Ả Rập Xê Út có loại nước đóng chai từ Mecca được coi là nước linh thiêng, người ta mua vừa để uống, vừa để cầu phúc. Chai nước cũng dùng để sưu tầm. Ở Nhật Bản từng bán loại nước với chai thiết kế như lọ thuốc tiên trong game và nó khiến giới trẻ đổ xô đi mua để sưu tầm hơn là uống. Thương hiệu nước lâu đời nhất trên thế giới đó là thương hiệu Evian, bắt đầu đóng chai từ năm 1826, tính ra đã cả 200 năm rồi, trở thành một trong những hãng nước đóng chai lâu đời nhất trên hành tinh. Ở Canada từng có hãng khai thác nước từ băng tan Greenland, quảng cáo là nước 4.000 năm tuổi, giá bán đắt gấp hàng chục lần nước bình thường. Còn về thị trường lớn nhất, đến nay Trung Quốc và Mỹ là hai thị trường tiêu thụ nước đóng chai lớn nhất trên hành tinh, chiếm hơn 1/3 lượng tiêu thụ toàn cầu. Nước đóng chai và thể thao thì sao? World Cup năm 2014 tại Brazil đã dùng tới 2,4 triệu chai nước cho cầu thủ, tình nguyện viên và khán giả, đủ để xếp hàng dài cả nghìn cây số. Tóm lại, nước đóng chai có hạn sử dụng vì 4 lý do. Thứ nhất, nước không hoàn toàn tinh khiết, có thể biến đổi nhẹ theo thời gian. Thứ hai, chai nhựa có tuổi thọ giới hạn, dễ thôi nhiễm chất và nước. Thứ ba, vi sinh vật có thể sống sót và phát triển dù rất chậm. Và cuối cùng, tâm lý con người cần mốc thời gian để mà an tâm. Nói một cách vui vẻ, hạn sử dụng của chai nước đóng chai thực chất là hạn của cái chai và hạn của niềm tin, chứ không phải là hạn của bản thân nước. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.